Vâng, xin mến chào tất cả các bác. Và em Hằng là chuyên gia tư vấn đồ đồng của công ty Đồ Đồng Việt Anh, có cơ sở tại làng nghề đúc đồng Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Vâng, thưa các bác, thì Đại Bái là một làng nghề có truyền thống đúc đồng với hàng nghìn năm tuổi rồi các bác ạ. Trong video này thì em Hằng có một sản phẩm, đó chính là đỉnh đồng đỏ mộc, vừa mới được mài và ám chạm, chưa kịp vệ sinh và làm màu, thì muốn review lại cho các bác cùng tham khảo. Nếu mà các bác nhìn trực tiếp thì các bác có thể nhận thấy rằng chất liệu này có màu đỏ cam rất là mịn, không bị rỗ, rạn, không có bọt khí, không có vết nứt và không có những cái vết chắp vá. Và đây chính là một mẻ đồng được đúc một cách chất lượng và đảm bảo thì mới ra được những phôi đồng mịn đẹp như thế này. Với những cái phôi đồng như thế này thì được đầu tư thêm một chút tỉ mỉ của phần ám chạm, công phu của những người thợ có tay nghề thì sẽ tạo lên một sản phẩm hoàn hảo luôn các bác ạ. Và cái khâu cuối cùng chỉ là khâu làm màu, thì chúng ta làm màu gì cũng đẹp với một cái phôi đẹp như thế này. Nhưng bật mí với các bác là chỉ có hai loại màu giữ được bản chất và độ lì đanh mịn của đồng, đó chính là cách cọ nước màu giả cổ, và cách thứ hai là để nguyên bản và phủ bóng chống oxy và chống ố của đồng. Tránh cách tạo màu bằng cách là phun phủ sơn sẽ mất đi vẻ đẹp và bản chất vốn dĩ của chất liệu đồng. Vậy thì bác nào muốn sở hữu những bộ đỉnh đồng chất lượng như thế này thì hãy inbox ngay cho em Hằng để được đặt hàng. Em Hằng đang sẵn một quả 60 rồng và một quả 50 sòi như trên hình ảnh. Nếu mà bác nào nhanh tay thì sẽ được sở hữu những sản phẩm chất lượng này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Thank you.
you.